sư phạm là Công Phượng. Đánh đầu khá nguy hiểm, bóng rơi qua dọc. May mắn, may mắn cho BKM Bình Dương, tỷ số được mở cho cầu thủ Anh Gia Lai. Người ghi bàn đó là Nguyễn Văn Toàn. Lộn xộn, một pha bóng lộn xộn trước khung thành của BKM Bình Dương. Trước đó thì tưởng như là đội chủ nhà đã gặp may mắn khi pha đánh đầu của đội khách đã đi bóng đúng cột dọc của Sơn Hải. Nhưng sau đó là những sức ép liên tiếp từ các tiền đạo bên phía Hoàng Gia Lai đã tạo điều kiện cho Văn Toàn đá bồi. Và tỷ số là 1-0 cho Hoàng Gia Lai ở phút thứ 36. Khuôn mặt ngỡ ngàng của huấn viên Lưu Đình Tuấn bên phía BKM Bình Dương sau bàn thua vừa rồi. Bàn thắng thứ 5 của Văn Toàn tại V-League năm nay, và anh đã có số bàn thắng ngang bằng với Nguyễn Tiến Linh. Ta biết rằng ở đầu mùa giải năm nay thì Văn Toàn đã khởi đầu V-League một cách tương đối chật vật. Sau đó thì anh đã có những bàn thắng đầu tiên mang tính chất giải tỏa. Và giờ đã là bàn thắng thứ 5 của Nguyễn Văn Toàn. Thế trận là cân bằng, nhưng thực tế thì Hoàng Gia Lai là đội bóng dứt điểm nhiều hơn và họ cũng đã có những cơ hội nguy hiểm hơn. Cầu thủ đánh đầu ở tình huống bóng đầu tiên đó là Minh Vương. Tình huống tranh chấp rất lập bập, bóng bật ra rất vừa tầm băng vào của Văn Toàn. Nhưng đây là một bàn thắng rất rất xứng đáng dành cho Hoàng Gia Lai.